ngành dệt may Việt Nam dần hồi phục với kỳ vọng đơn hàng ổn định cho cuối năm 2024. Tuy nhiên, vẫn chịu áp lực lớn do yêu cầu khắt khe của thị trường nhập khẩu và sự cạnh tranh khốc liệt với các nước xuất khẩu dệt may khác. Chia sẻ về nội dung này, bà Bùi Minh Phượng, giám đốc điều hành công ty cổ phần PND toàn cầu, thành viên Hiệp hội Dệt may thành phố Hà Nội cho biết: "Mặc dù khả quan về tình hình đơn hàng, tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá ở các thị trường như Trung Quốc, Myanmar và thậm chí là ở Bangladesh." Trong cái giai đoạn vừa rồi thì trải qua Covid này, rồi khủng hoảng thì đến quý 2 năm 2024 thì các đơn hàng từ các nước và quay về Việt Nam cũng tương đối là nhiều. Tức là cái lượng đơn hàng về tăng lên. Thì tuy nhiên là về cái phần khó khăn đối với lại cái ngành dệt may Việt Nam mình, thứ nhất là về đơn giá. Việt Nam mình vẫn chưa cạnh tranh được với lại các nước khác, ví dụ như là Myanmar này, Trung Quốc, rồi thậm chí cả Bangladesh nữa. Việt Nam mình vẫn chưa thể cạnh tranh được. Thì nguyên nhân nó từ là cái nguồn cung nguyên vật tư của Việt Nam mình, tức là mình không chủ động được đối với cái nguồn nguyên vật tư. Ví dụ như đối với ngành dệt may thì mình có những cái nhà cung cấp về vải rồi, nhưng mà nó cũng chưa thể nào mà chủ động được nhiều. Số lượng nó tương đối là thấp. Thứ hai là về cái đơn giá, mình cũng không thể cạnh tranh được với lại cái nguồn từ Trung Quốc ra. Rồi tất cả các phụ liệu thì cũng có những cái nhiều loại nguyên phụ liệu là Việt Nam mình chưa sản xuất được. Là nó gây ra là cái đơn giá của Việt Nam mình là chưa cạnh tranh nổi. Thực ra đơn hàng về nhiều nhưng đơn giá thì lại rất là thấp. Nên là cái biên độ lợi nhuận cho ngành dệt may cũng khá là nhỏ. Từ những khó khăn đó, doanh nghiệp dệt may kỳ vọng việc thành lập trung tâm giao dịch phát triển nguyên phụ liệu có quy mô lớn tại Việt Nam sẽ sớm thành công và hiệu quả, giúp cho ngành dệt may bước đầu gỡ được nút thắt về nguồn cung, thúc đẩy hoạt động đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu tại Việt Nam, phục vụ xuất khẩu và nội địa. Nếu như mà có một cái trung tâm về nguyên phụ liệu cho ngành dệt may thì rất là tuyệt vời, vì là các doanh nghiệp Việt Nam mình sẽ chủ động hơn về nguồn vật tư, nó tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Và từ đó thì sẽ mình có thể giảm được các chi phí đầu vào và mình có lợi thế cạnh tranh về đơn giá hơn và nhận được các nhiều những cái đơn hàng tốt hơn từ các nước chuyển sang Việt Nam. Theo ý kiến của tôi ấy, thì cái việc mà để cái trung tâm nguyên phụ liệu nó được hiệu quả thì mình sẽ phải có cái sự kết nối, tức là thứ nhất là từ chính quyền kết nối được tất cả các nhà cung cấp. Để mình tạo ra được, thứ nhất là mình có được những cái công nghệ, đổi mới các công nghệ để tạo ra được những cái vật tư tốt hơn, đảm bảo được các tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp đang cần. Thứ hai là mình đa dạng hóa hơn các nguồn nguyên vật tư thì sẽ tốt hơn là cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong nước của mình. Thực tế thì hiện tại là đối với ngành dệt may Việt Nam, chúng ta đã có sự thay đổi rồi. Tức là chuyển từ gia công sang FOB, sang ODP là đã có sự thay đổi rất là lớn rồi. Hầu như là các doanh nghiệp lớn bây giờ đều là có xu hướng là chuyển sang làm FOB nhiều. Và cái việc mà có trung tâm nguyên vật tư nữa thì là cái điều kiện rất là tuyệt vời cho các doanh nghiệp để phát triển mạnh mẽ hơn. Hy vọng rằng việc phát triển trung tâm nguyên phụ liệu này sẽ là tiền đề giúp các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy nội lực, nâng cao tính năng động, hiệu quả, có cơ hội vươn lên và tham gia vào chuỗi cung ứng ngành.